Xin kính chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh đồ câu cá A Cường Fishing. Ở hôm nay xin giới thiệu cho tất cả anh em và bà con một cái mẫu sản phẩm cần câu cá, cần rút sở trong, hàng của Đài Loan. Hàng này siêu bạo lực nhá. Hàng này thì có độ dài là 2m1, 2m4, 2m7, 3m. Cần của Đài Loan. Cần tên là sở trong nhá. Lại có màu xanh dương rất là bắt mắt. Cần này là phiên bản đặc biệt của cần Hunman. Hunman thì các bác đã biết rồi. Nhưng mà cái cần này đặc biệt hơn, nó sản xuất mới hơn và nó bền bí hơn. Đây là khoen của nó là khoen sứ chống xoắn cước. Đấy. Nói chung là cái cần này thì những loại cần này cao cấp như thế này thì nó sẽ nằm bằng khoen sứ màu vàng đồng, rất là đặc biệt. Và cái đầu bu đây, đầu bu này, đây cho các bác xem kỹ này, đây rất là chắc chắn. Khoen của này khoen ba chân nhé. Tiếp theo về cái phần bát máy này, thì bát máy bọn là bằng kim loại và có 2 lớp xoáy gen để cho các bác có thể điều chỉnh cái máy câu cá. Và cái loại này là máy câu cá bằng máy ngang nha, máy đứng nha các bác nha. Lưu ý là phải dùng máy đứng. Đây, cái này của Đài Loan thì nó dán chữ của Đài Loan. Cái này đây em đang cầm cái cần 2m4. Cái loại cần này chỉ có độ size từ 2m4, 2m7, 3m và 3m6 nhé, có 4 size. Và cái thu gọn của cái cần này là tầm 85 phân. Đây có cái chỗ cầm của cần này là bằng cao su. Cao su rất là mềm mại. Đây có cái lốt xoáy đây, lốt xoáy thì bằng nhựa nha. Và cái cần này thì nhất tính nó được tầm 3,5 cân. Còn tài cá được tầm 58 cân nha các bác nhé. Cần này chỉ có một màu thôi, màu xanh đen, xanh lá cây. Đấy, các bác nào mua hàng thì bảo là mình cần mua cái cần sở trong có size từ 2m4, 3m đến 2m7, 3m và 3m6. Thì cần này giá rất là rẻ thôi. 2m4 em đang bán với giá là 190.000 một chiếc, chưa bao gồm phí ship. Mua 3 chiếc, 3 cây em sẽ bao ship. Mỗi size tăng thêm 20.000. 2m4 là 201, 109, bao ship nữa là 201, 220. 2m7 là 201, 2m, 3m là 203 và 3m6 là 250 nhé. Đó, các bác nào mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nha. Đấy, hàng này thì rất ok, giá rất là rẻ. Cảm ơn các bác đã ủng hộ và theo dõi video của em.